bạn thấy là cùng với hát sẩm này, cùng với hát xoan, hát quan họ, hát ca trù đều là những cái loại hình âm nhạc dân gian rất là đặc sắc của dân tộc mà chúng ta, những thế hệ ngày hôm nay cần giữ gìn và phát huy. Và bên cạnh những cái giá trị văn hóa truyền thống trong âm nhạc như vậy thì còn rất là nhiều những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp khác mà chúng ta ngày hôm nay, thế hệ chúng ta ngày hôm nay cần giữ gìn và phát huy. Vậy đó là những cái giá trị truyền thống nào thì cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Bài học số 7 của khóa học giáo dục công dân lớp 9 đó chính là bài học kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bài học này thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong 2 tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 3 phần nội dung, đó là đặt vấn đề, nội dung bài học và củng cố bài học. Trong phần nội dung bài học thì chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc, và phần thứ 3 đó là trách nhiệm của chúng ta trong việc kế thừa và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phần một nhỏ, thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng với phần đặt vấn đề sẽ là hai cái nội dung chúng ta tìm hiểu trong tiết số 1 của bài. Còn phần số 2 và số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học số 2. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay với phần đầu tiên, đặt vấn đề. Trong phần đặt vấn đề thì các bạn hãy theo dõi nội dung trong sách giáo khoa. Phần đặt vấn đề của bài học ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn hai cái câu chuyện, đó là Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta và chuyện về một người thầy. Chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên, đó là Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta. Các em thân mến, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử của ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang của thời đại Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chúng ta làm sao ạ? Phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước, từ các cụ già tóc bạc đến các cháu thiếu niên nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, kết giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát, lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình, từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất không quản ngại khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho chính phủ. Những cử chỉ cao quý đó tuy khác nhau nơi việc làm nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước. Ở đây chính là cái đoạn trích trong sách giáo khoa phần đặt vấn đề nói về cái việc lòng yêu nước của dân tộc ta, đúng không ạ? Và qua cái đoạn trích này thì các bạn thấy được gì ạ? Các bạn thấy là cái lòng yêu nước của dân tộc ta đã được thể hiện như thế nào qua lời của Bác Hồ ạ? Các bạn thấy là sao ạ? Chúng ta thấy được đó là một cái tinh thần yêu nước rất là sôi nổi. Nó được kết thành cái làn sóng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn và nó nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước. Và trong cái bài viết của mình thì Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đưa ra những cái dẫn chứng, đó là gì ạ? Thực tế đã chứng minh cái tinh thần đó. Đó là gì ạ? Các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta như là của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, rồi Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta đã khẳng định cái tinh thần yêu nước rất là sôi nổi đó. Rồi các chiến sĩ ngoài mặt trận, các công chức ở hậu phương hay phụ nữ cùng tham gia kháng chiến, các bà các mẹ anh hùng, công nhân, nông dân thì cùng nhau thi đua sản xuất. Tất cả những cái việc làm này tuy khác nhau nhưng mà đều giống nhau ở một điểm, đó là thể hiện cái lòng yêu nước nồng nàn và biết phát huy cái truyền thống yêu nước của dân tộc dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, đúng không ạ? Và trong cái chương trình lịch sử lớp 9 học kỳ 2 thì các bạn sẽ được học một bài, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Thì các bạn sẽ nhận thấy rằng đối với bất kỳ một đảng cộng sản nào trên thế giới khi ra đời thì chỉ cần hai yếu tố, đó là chủ nghĩa Mác Lênin đóng vai trò là nền tảng tư tưởng và phong trào công nhân. Thế nhưng ở đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta thì sự ra đời của Đảng Cộng sản còn có thêm một cái yếu tố nữa, đó chính là cái
phong trào yêu nước của các giai cấp khác ngoài giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh vì cái nền độc lập của Tổ quốc, đúng không ạ? Và có thể thấy rằng cái lòng yêu nước đã trở thành một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc ta, và đặc biệt nó được thể hiện rất rõ qua cái bài viết của Bác Hồ về cái lòng yêu nước mà chúng ta vừa tìm hiểu trên đây, với cái những cái luận điểm đưa ra và những cái ví dụ chứng minh rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và để hiểu rõ hơn cái sức mạnh của lòng yêu nước của dân tộc ta thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở một cái đoạn video sau đây. Nhìn lại ngày này cách đây tròn 60 năm mới thấy được sự tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tập hợp lực lượng, tập hợp quần chúng và huy động lòng yêu nước của toàn thể chiến sĩ đồng bào để phục vụ mục tiêu chung của dân tộc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại bối cảnh đất nước vào thời điểm bấy giờ, thời điểm cách mạng Việt Nam lúc đó đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Miền Bắc Việt Nam năm 1945, 2 triệu người dân bị chết đói trong tổng số 8 triệu người. Điều gì đã làm cho dân tộc ấy chỉ vài năm sau đã đứng lên giành được độc lập? Đó chính là lòng yêu nước. Cuộc cách mạng lấy sức ta mà giải phóng cho ta, lúc bây giờ chỉ có một dân tộc thuộc địa nào là người. Nhưng bản thân mình và độc lập non trẻ ấy tiếp tục bị đe dọa. Vũ khí thô sơ, nguồn vốn trống rỗng, người Pháp nhằm nghe quay trở lại với ý đồ buộc Việt Nam trở thành thuộc địa một lần nữa. Không phải ngẫu nhiên mà cao ủy Đáp Giang Lừa mời Hồ Chí Minh duyệt hạm đội tàu chiến của Pháp trên vịnh Hạ Long. Nền độc lập rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hình ảnh này đã đi vào lịch sử như là biểu tượng cho tinh thần yêu hòa bình của người Việt Nam. Nhưng tất cả những nỗ lực của Việt Nam đã bị phớt lờ khi mà cao ủy Đáp Giang Lừa tuyên bố sự ra đời của quốc gia Nam Kỳ độc lập. Sau đó đã có cuộc gây hấn của Pháp tại Hải Phòng và Hà Nội. Một lần nữa, dân tộc Việt Nam hiểu rằng họ buộc phải sử dụng chiến tranh để giành lấy hòa bình. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đảm nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy. Cuộc kháng chiến bùng nổ, có lẽ không ai biết được cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng trong mỗi một người, họ đều biết có một quyết tâm, dù có phải hy sinh tất cả, dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành được độc lập. Đây là cuốn hồi ký của Saint-Denis, người đã đối diện với Hồ Chí Minh trong các cuộc đàm phán trước đây. Ông ta thừa nhận, nước Pháp đã không nhận ra tầm vóc Hồ Chí Minh, không nhận ra sức mạnh mà Hồ Chí Minh đại diện. Từ gốc đa Tân Trào, nhiều quyết định lịch sử đã ra đời. Tháng 6 năm 1948, Hồ Chủ tịch kêu gọi, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người hăng hái thi đua nhất là những người yêu nước nhất. Lịch sử Việt Nam sẽ còn gặp nhiều thử thách, nhưng lịch sử cũng chứng minh mỗi khi vận mệnh đất nước đứng trước khó khăn thì chỗ dựa vững chắc nhất chính là sức mạnh của lòng yêu nước. Đầu tiên trong phần đặt vấn đề đó chính là Bác Hồ nói về lòng yêu nước, đúng không ạ? Và trong cái câu chuyện thứ hai đưa ra cho các bạn trong phần đặt vấn đề đó chính là chuyện về một người thầy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cụ Chu Văn An là một nhà giáo nổi tiếng đời Trần. Cụ đã có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Học trò của cụ nhiều người đã trở thành những nhân vật nổi tiếng, tiêu biểu là Phạm Sư Mạnh. Vào ngày sinh của cụ Chu Văn An thì các học trò đến mừng thọ. Phạm Sư Mạnh lúc đó đã làm đến chức hành khiển, một chức quan rất là to trong triều đình. Ông đi cùng một người bạn đến nhà thầy Chu. Họ đứng từ giữa sân vái vào nhà, miệng chào to kính cẩn, lạy thầy ạ. Có anh em chúng con đến hầu thầy. Cụ giáo Chu vui vẻ ra đón học trò. Cụ cho phép hai trò cùng ngồi sập với mình, nhưng họ không dám. Họ xin được ngồi ở ghế kề bên. Ông Phạm Sư Mạnh kính cẩn trả lời những câu hỏi của thầy. Cụ Chu hỏi thăm sức khỏe của các học trò hiện đang làm quan trong triều, nhưng Phạm Sư Mạnh hiểu rằng thầy quan tâm đến nhiều mặt khác, nên ông cố trả lời cặn kẽ về việc làm của từng người, về cách nuôi dạy con cái, về cách cư xử với mọi người của họ. Vâng, các bạn thân mến, có lẽ thì hình ảnh của cụ Chu Văn An đã rất là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Cụ là một nhà giáo nổi tiếng đời Trần và đã có công đào tạo rất là nhiều những nhân tài cho đất nước. Và trong câu chuyện ngày hôm nay có nhắc tới một người học trò của cụ, đó chính là Phạm Sư Mạnh. Và vào ngày sinh nhật của cụ thì ông Phạm Sư Mạnh cùng với một người bạn của mình đã đến để mừng thọ cụ. Và các bạn thấy
Ở đây các bạn thấy được cái cách ứng xử của học trò cũ với thầy Chu Văn An như thế nào ạ? Các bạn thấy đó là mặc dù Phạm Sư Mạnh đã làm đến một cái chức quan rất là to trong triều đình, nhưng chúng ta thấy ông vẫn có một cái thái độ đó là rất là kính cẩn, lễ phép và kính trọng khi mà đến thăm người thầy cũ của mình. Và các bạn làm sao ạ? Ngay khi mà đến nhà thầy thì họ đứng từ giữa sân và vái chào vào nhà, chào thầy rồi được thầy cho phép thì mới đi vào nhà. Và khi được thầy cho phép ngồi cùng sập ạ, sập là cái nơi để thầy giáo ngồi dạy học ngày xưa. Các bạn có thể quan sát trên hình ảnh cái lớp học của ngày xưa. Đây chính là hình ảnh những cái sập nơi thầy giáo dùng để dạy học, đúng không ạ? Và khi được thầy cho phép ngồi cùng sập với mình thì làm sao ạ? Thì ông Phạm Sư Mạnh và người bạn của mình không dám ngồi và chỉ xin phép đó là ngồi kế bên. Và trong cái quá trình trò chuyện với thầy Chu Văn An thì ông Phạm Sư Mạnh và người bạn của mình làm sao ạ? Giữ một cái thái độ đó là rất là lễ phép và kính cẩn, trả lời những cái câu hỏi của thầy. Và qua cái sự ứng xử của Phạm Sư Mạnh, người học trò cũ của thầy Chu Văn An, các bạn có nhận xét gì ạ? Chúng ta thấy đó là một cái sự biết ơn, trân trọng với những người thầy của mình, dù mình là ai đi chăng nữa, dù mình đang giữ một cái vị trí nào, như ở đây ông Phạm Sư Mạnh đang giữ một cái chức quan rất là to trong triều đình, nhưng luôn có một cái thái độ biết ơn và trân trọng đối với những người thầy giáo của mình. Và những cái việc làm đó thể hiện một cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đó chính là truyền thống tôn sư trọng đạo. Và như vậy, hai câu chuyện ở trong phần đặt vấn đề nhắc chúng ta về hai cái truyền thống rất là tốt đẹp của dân tộc ta, đó chính là truyền thống yêu nước và truyền thống tôn sư trọng đạo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, chúng ta tự hào với rất là nhiều những truyền thống tốt đẹp. Bên cạnh truyền thống yêu nước hay là truyền thống tôn sư trọng đạo mà chúng ta vừa tìm hiểu thì còn rất là nhiều những truyền thống tốt đẹp nữa mà chúng ta cần kế thừa và phát huy. Vậy cụ thể đó là những truyền thống nào thì cô và các bạn sẽ chuyển sang phần thứ hai của bài học, đó là phần nội dung bài học. Trước hết, trước khi tìm hiểu về những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì chúng ta cần hiểu thế nào được gọi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thì các bạn nhớ giúp cô, truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần. Các bạn nhớ ở đây là những giá trị tinh thần và được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc. Cái quan trọng là nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bạn nhớ giúp cô, truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài của dân tộc và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta có thể kể ở đây những truyền thống đó là truyền thống gì ạ? Chúng ta có cái truyền thống bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đúng không ạ? Từ thời ở Hai Bà Trưng chống quân Hán những năm 40, rồi đến lần sau ạ, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ xâm lược thì chúng ta làm sao ạ? Phát huy được cái tinh thần, cái lòng yêu nước của chúng ta, cùng nhau quyết tâm đánh đuổi cái quân xâm lược trên đất nước chúng ta, đúng không ạ? Và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cái người yêu nước rất là vĩ đại, đúng không ạ? Hay là hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đây chính là những cái hình ảnh để nhắc chúng ta tới cái truyền thống đó là bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Rồi chúng ta còn có truyền thống gì ạ? Chúng ta có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Các bạn thấy đây là bức ảnh, một cái bức tranh ở dân gian Đông Hồ, một cái chú mục đồng, đúng không ạ? Đi chăn trâu nhưng vẫn ngồi cầm cái quyển sách để học bài, để thể hiện được cái tinh thần, cái sự hiếu học của dân tộc ta. Hay hình ảnh của giáo sư Ngô Bảo Châu nhận được cái giải thưởng Phiêu rất là danh giá. Đánh giá cho thấy được cái sự hiếu học cũng như trí tuệ của người Việt Nam chúng ta, được không ạ? Hay là cái hình ảnh rất là nhiều những cái bạn học sinh còn khó khăn nhưng cố gắng vươn lên trong học tập, hay là cái sự biết ơn của các bạn học sinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tri ân tới những người thầy, người cô của mình, đều thể hiện cái truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc. Rồi chúng ta còn có truyền thống gì ạ? Chúng ta còn có truyền thống hiếu thảo và thờ cúng tổ tiên vào ngày lễ Vu Lan báo hiếu, đúng không ạ? Thể hiện trong cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Rồi chúng ta trong gia đình của mỗi người, ở gia đình chúng ta, đúng không ạ, thì đều có một cái bàn thờ thờ cúng tổ tiên, thể hiện cái sự biết ơn, thể hiện cái lòng biết ơn của chúng ta với ông bà cha mẹ trong gia đình. Và những cái trò chơi dân gian mà chúng ta vẫn còn giữ được đến ngày nay vẫn cũng là một trong những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta cần giữ gìn và phát huy, đúng không ạ? Các bạn biết được bao nhiêu và các bạn được trải nghiệm được bao nhiêu cái trò chơi ở trong đây ạ? Có đấu vật này, có kéo co, có chơi chuyền và ô ăn quan,
Cô nghĩ chắc là ở đây thì thân thuộc và gần gũi nhất với các bạn đó chính là trò chơi kéo co, đúng không ạ? Một cái trò chơi mà trong bất kỳ hội thao hay là hoạt động tập thể nào đó ở trường chẳng hạn tổ chức thì luôn có cái trò chơi kéo co, thể hiện cái tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của chúng ta, đúng không ạ? Ở đây hay là hình ảnh của Ô Ân Quan hay là chơi chuyền thì không biết các bạn có biết tới những cái trò chơi này không. Thế nhưng tuổi thơ của cô gắn liền với những cái trò chơi này nó rất là thú vị. Và nếu như các bạn chưa được chơi thì hãy thử chơi một lần đi. Tiếp theo ạ, chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật dân gian như là ca trù, múa rối nước, rồi hát quan họ, cồng chiêng Tây Nguyên. Đây đều là những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Và chúng ta còn có những cái loại hình khác như là hát xoan của Phú Thọ, rồi cái loại hình múa rối nước hay là cái tục ăn trầu, miếng trầu là đầu câu chuyện. Đây đều là những cái phong tục rất là tốt đẹp và những cái truyền thống rất là tốt đẹp của dân tộc ta mà cô và các bạn chúng ta vừa tìm hiểu, đúng không ạ? Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, đúng không ạ? Chúng ta vừa tìm hiểu một vài những cái đưa ra được một cái vài cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cụ thể từng cái truyền thống đấy như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu ở trong tiết học tiếp theo của bài. Tuy nhiên ở đây các bạn theo dõi giúp cô một vài cái hình ảnh sau. Các bạn thấy đây là hình ảnh tục cướp vợ của người Hơ Mông. Hiện nay thì nó đã được bóc méo đi rất là nhiều rồi, khi mà các bạn thấy xuất hiện trên mạng những cái hình ảnh hay là những cái đoạn clip mà những cái cô gái mà khóc lóc rất là khổ sở khi mà bị những cái chàng trai đến bắt về làm vợ như thế này, hay là hình ảnh tục nối dây ở Tây Nguyên ạ. Cái tục nối dây ở Tây Nguyên này tức là khi mà một người đàn ông mà vợ mất đi thì người đàn ông đấy muốn tái hôn, tức là muốn kết hôn với một người phụ nữ khác thì chỉ được phép kết hôn với em gái của người vợ của mình ạ. Dù em gái đấy còn rất là nhỏ tuổi, hay là với người chị, người vợ của mình, dù người chị đấy rất là lớn tuổi rồi, chỉ cần là chưa có chồng thì sẽ kết hôn với cái người đàn ông đó. Đây là tục nối dây Tây Nguyên. Hay là các bạn thấy một cái hình thức đó là gì ạ? Đi xem bói để xem vận hạn như thế nào, để xem có cuộc sống của mình sẽ có điều gì xảy ra rồi. Có rất là nhiều người làm sao ạ? Tin vào những lời của thầy bói nói mà hao tốn tiền của công sức rất là nhiều. Vậy thì những cái mà chúng hình ảnh chúng ta vừa đưa ra ở đây, những cái tục lệ mà chúng ta vừa đưa ra ở đây, liệu rằng trong thời đại ngày nay chúng ta có nên giữ gìn hay không? Rồi ạ, các bạn thấy đây là hình ảnh tiếp theo, một cái hình ảnh một cái đám ma được tổ chức rất là linh đình ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Đám ma là cái nơi mà chúng ta thể hiện cái sự đau thương, cái sự rất là buồn khi mà chúng ta mất đi một người thân, đúng không ạ? Thế nhưng lại được tổ chức rất là linh đình như thế này thì liệu rằng có được phù hợp hay không? Và các bạn thân mến, nếu như phần đầu của chương trình chúng ta kể ra rất là nhiều những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ví dụ như là truyền thống chống giặc ngoại xâm, hay là truyền thống tôn sư trọng đạo, cần cù lao động của người Việt Nam, hay là cái truyền thống hiếu thảo hiếu học, những cái phong tục tập quán, những trò chơi dân gian, hay là những cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt chúng ta. Đây là những cái truyền thống rất là tốt đẹp, những cái truyền thống tích cực mà chúng ta làm sao ạ? Chúng ta cần giữ gìn và phát huy. Thì bên cạnh đó, các bạn, cô và các bạn cũng vừa phân tích một vài cái truyền thống mà chúng ta thấy rằng nó mang cái tính làm sao ạ? Mang cái tính tiêu cực, hay còn gọi là những cái hủ tục, như là gì ạ? Những cái việc làm mê tín dị đoan như đi xem bói này, hay là những cái tập quán lạc hậu như là thờ ma gà này, để người chết lâu trong nhà, hay là ma chay cưới xin linh đình, rồi thách cưới cao, hay là tảo hôn. Những cái quan niệm lạc hậu như là gia đình đông con thì là gia đình hạnh phúc, hay là những trọng nam khinh nữ. Đây là những cái truyền thống mà mang cái tính tiêu cực, chúng ta gọi là hủ tục, mà chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần bài trừ và loại bỏ. Và như vậy các bạn thấy ở đây hai cái sự đối lập, những cái gì tích cực thì chúng ta giữ gìn và phát huy, còn những cái gì gọi là hủ tục thì chúng ta cần làm sao ạ? Chúng ta cần bài trừ và loại bỏ. Vậy cụ thể hơn những cái truyền thống tích cực đó là gì và nó được thể hiện như thế nào thì ở trong bài học tiếp theo cô và các em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về từng cái truyền thống đấy nhé. Còn bài học ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ giúp cô về khái niệm truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như là phân biệt được giúp cô những cái truyền thống mang yếu tố tích cực và những cái truyền thống tiêu cực hay gọi là hủ tục, để chúng ta biết phát huy, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt và bài trừ, loại bỏ những cái truyền thống tiêu cực đó. Bài học ngày hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong tiết số 2 của bài học này để chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhé. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài học của chúng ta ngày hôm nay.